Chúng ta hàng ngày, phải hàng ngày nhé các quý vị, mỗi một ngày nếu ban thờ mà chật, chúng ta múc lấy 3 chén nước trắng, gọi là tịnh thủy đó, dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ban thờ rộng thì chúng ta múc lấy 7 chén, gọi là thất thánh tài, đó, để dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Đã cúng dường xong thì hôm sau thay cái nước đó, chúng ta lại xin cái nước đó chúng ta uống. Những người có bệnh có tật, những người mà âm khí nặng, uống cái nước đó rất là tốt, rất tốt. Hoặc là ma trêu quỷ nhập mà uống cái nước đó mà công đức chúng ta tụng kinh mà tốt á, uống vào thì cũng rất tốt. Thậm chí là ma quỷ phải ra khỏi thân thể của người đó ngay. Đó. Giống như hôm trước ở trên sân Tây, có một bà cụ già hơn 80 hay là hơn 90 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng nói chung là già lắm rồi. Thế tự nhiên cụ cứ hay nói, bắt đầu là cụ hay nói nhảm. Xong rồi là tự nhiên là cấu xé thân thể của mình và nằm lăn xuống đất và gì, xong rồi chửi bới kêu gào thảm thiết đi. Cô con dâu và con trai của cụ thì cũng vào đạo tràng, chúng ta hay đọc kinh Địa Tạng. Nhưng mà tự nhiên thấy cụ như thế là lo, không biết là mình có làm sai trái gì không mà tự nhiên bà cụ, mẹ chồng mình lại như thế. Cho nên cô ấy sợ quá, cô ấy chạy vào đây gặp thầy. Thầy lên trên ban thờ tổ thì lấy cho một chén nước cúng dường, cúng Phật, cúng tổ, cúng Bồ Tát trên đó. Và đưa cho bảo vệ bảo cụ một nửa thì cho ra vẩy hết ở nhà cửa, còn một nửa cho cụ uống. Uống vào cái khỏi ngay. Không có cần phải cái gì cả các quý vị. Đó cho nên là gì? Cái nước đó là nước cúng thì cúng Phật, cúng Bồ Tát. Nó cũng có một cái năng lực, có cái công đức ở đó. Nếu chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng, vì sao lại nước lại làm được cái việc đó? Trở lại nghiên cứu sâu hơn một chút. Ở bên Nhật Bản có một vị tiến sĩ, đó là tiến sĩ Giang Bản Thắng. Ở tiếng miền Nam gọi là Giang Bổn Thắng. Miền Bắc chúng ta đọc là Giang Bản Thắng. Tiến sĩ có một cái nghiên cứu khoa học biện chứng đó các quý vị nhé. Nghiên cứu khoa học biện chứng chứ không phải là nghiên cứu chỉ có nghiên cứu bằng sách vở và nói trên lý thuyết không đâu, mà khoa học biện chứng. Tiến sĩ múc hai cốc nước như thế này, mà múc được cái cốc và cốc thủy tinh cơ. Hai cốc nước thủy tinh múc cùng một gì? Một cái giếng. Và một cái gầu múc nước để múc nó lên và đổ hai cốc nước đầy như nhau. Hai cốc nước trong sạch như nhau. Cùng múc một thời điểm và cùng hai cái cốc sạch sẽ, làm cùng một nhà máy, cùng một hãng như nhau hết. Đem ra hai cái cốc nước đó, viết hai cái tờ giấy, một cái tờ giấy ấy, gọi là gì, viết cái chữ ố, một cái tờ giấy ấy, viết cái gì, chữ ái ấy, có nghĩa là gì, chữ ái từ trung chữ Trung Quốc và chữ Nhật Bản ấy, nó có nghĩa đồng với nhau, đó là gì, yêu thương. Từ ái có nghĩa là thương yêu hoặc là yêu thương. Từ ố ấy, có nghĩa là gì, là ghét, là căm thù, là ghét bỏ, vân vân. Hai cái chữ đó dán lên hai cái cốc nước khoảng độ 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu dùng cái kính là hiển vi á, dùng cái kính về khoa học và nghiên cứu, họ xoay trong nước á, xem thấy là hai cái cốc nước, cái sự kết tinh của hai cốc nước hoàn toàn khác nhau. Một cái cốc nước mà viết chữ ái á, nó có những cái kết tủa của nó giống như là những đồng tiền mà nó rất là đẹp, giống như bông hoa tuyết á, rất là đẹp. Còn cái chữ mà viết cái chữ ố lên cái cốc á, thì nó kết tinh, nó lại ra xù xì như là quả chám, có gai á, và nó rất xấu, có hình thù, nó như mắt gì, mắt của con quỷ á, rất là ghê rợn. Dùng cái kính mới nhìn thấy cái kết tủa, kết tinh của gì, của nước như vậy. Và nước có tình không? Như vậy nước có tình không? Nước có tình. Nước cũng có tình. Vì sao gọi là nước cũng có tình? Vì trong nước, Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, Ngài nói là gì? Trong một bài kệ Ngài nói gì? Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Cho nên á, nói là ý muốn nói là gì? Phật á, xem mà trong một bát nước có đến 84.000 con gì? Con vi trùng nhỏ xíu xíu ở trong đó. Mà con vi trùng nó gì? Có vi trùng trong đó. Có nghĩa là nó gì? Có sự thấy, nghe, hay, biết.
nó có sự nhận thức của nó. Cho nên á, viết cái chữ ái, tức là yêu thương nó, dán lên cái cốc 30 phút đến 22 tiếng đồng hồ sau, tiến sĩ Giang Bản Thắng á, dùng cái kính hiển vi khoa học chuyên để nghiên cứu đó, nhìn thấy cái kết tủa của nước đẹp như những bông tuyết. Ngược lại, cái chữ ố thì nhìn như mặt quỷ, nhìn như hình trái chám, xù xì, gai góc, đáng sợ biết bao. Rồi nữa, ngày tiếp theo, nghiên cứu thêm nữa, viết cái vừa một cái chữ dài hơn, đó để viết, ví dụ viết cái chữ là một cái cốc, viết cái chữ là tôi yêu bạn, thì cái sự kết tủa, kết tinh của nước hoàn toàn khác nhau. Nó không độc lập những chữ ái nữa, mà hai cái gì, những cái hoa tuyết đó, nó lại đan chéo vào nhau, ví dụ hai cái nó đan vào nhau. À, còn viết hơn nữa, nhiều hơn nữa là gì? Gia đình tôi yêu gia đình bạn. Tức là gì? Nó tăng thêm gì? Cái sự kết nối giữa con người và cái bát nước đó. Đầu tiên là chữ ái, thì mình là tôi gì? Yêu bạn thôi. Thì cái bông tuyết nó cho cái gì? Cái kết tinh của nước là một mình, một kiểu một bông tuyết thôi. Nhưng khi nói là gì? Tôi yêu bạn, thì tất nhiên là gì? Nó lại là tôi yêu bạn, thì đương nhiên bạn cũng sẽ yêu tôi. Và hai cái kết tinh, kết tủa của nước đó, nó đan xen vào nhau. Đan xen vào nhau, giống như cái chữ song hỷ ấy. Các vị thấy cái chữ đám cưới hoặc cái chữ song hỷ, hai cái nó viết gì? Viết đan xen vào nhau, nhìn rất là đẹp. Và khi nói là gì? Chúng tôi yêu các bạn, hoặc là gia đình tôi yêu gia đình bạn, thì nó có rất nhiều những cái, nó có sự kết nối, rất nhiều những cái kiểu như cái bông tuyết đó, nó kết vào nhau rất là đẹp. Ngược lại, viết một cái tờ giấy nói là gì? Chúng tôi căm thù gì? Căm thù bạn. Hay là gì? Tao, chúng tao căm thù mày, vân vân. Thì tôi lấy một cái ví dụ như thế, cái kết tinh của cái cốc nước đó nó lại rất nhiều những cái bông hoa, hoa nước ở trong nước mình, giống như những bông hoa tuyết, nhưng mà nó ghê rợn, như là nhiều những cái mắt quỷ, nhiều những cái mắt quỷ hình thù khác lạ, kỳ dị và ghê rợn, nó nổi lên ở trong cái nghiên cứu ở trong cái cốc nước đó. Các quý vị về có thể đi vào mạng á, bảo các con nó vào trong Google, nó search cái gọi là tra những cái gì, những cái nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, kết quả khoa học nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, các quý vị sẽ thấy cái kết quả mà cho thấy khoa học Nhật Bản nhé. Ngài là người Nhật Bản mà ngài đã đi gì, đi sang cả Mỹ để chứng minh cái nghiên cứu khoa học của mình về nước. Mà các vị tiến sĩ rồi các nhà khoa học trên cả thế giới đều phải gì, phải công nhận sau khi kết luận của nghiên cứu và nhiều năm, cũng như kết luận của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nước cũng gì có tình. Cho nên vì sao mà một cái cốc nước mình dâng lên cúng Phật, cúng Bồ Tát, xong rồi mình uống mà khỏi bệnh? Đấy, vì sao mình nói toàn những lời yêu thương, những lời chân lý mà Phật đã dạy, trong khi mình tụng kinh, cả ba quyển kinh Thượng, Trung và Hạ, tụng hết cả một bộ như vậy, những cái kết tinh của nước toàn là đẹp, toàn là nó thấm nhuần giáo lý của Đức Phật. Cho nên đó, nói gì, nó tốt, nó lành. Vì vậy mà uống vào nó có cái công năng là gì? Giải trừ nghiệp chướng, thậm chí nó còn gì, chữa được các bệnh nữa. Có trường hợp bệnh điên điên khùng khùng, các vị biết không? Điên điên khùng khùng loạn tâm. Tôi lấy một cốc nước và đưa cho uống, uống xong một cái khỏi, khỏi ngay tại chỗ luôn. À, đó là sao? Đó là do gì? Tôi có năng lực, tôi có công đức ở không? Mà do gì? Do cái sự thọ trì đọc tụng kinh điển của chư tăng, của các sư ở hàng ngày, của các Phật tử chúng ta hàng ngày, mà cái nước cúng Phật đó nó gì? Nó có công đức. Ở Tây Phương Cực Lạc, nếu mà ai mà xem cái quyển Nhị Khóa Hiệp Giải, giảng giải về nước bát công đức thủy ở Tây Phương Cực Lạc á, chúng ta thấy có công năng là chữa bệnh, có công năng là khiến cho thân thể không bị già nua, vân vân, gọi là có 8 công đức lớn. Vì vậy á,
Mà tôi nói với các quý vị là khi cúng dường Đức Phật, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, khi tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà đó, chúng ta nên gì? Một cái không thể không có. Có nghĩa là bắt buộc phải có. Đó là 3 chén nước hoặc 7 chén nước. Tùy theo ban thờ nhỏ thì 3 chén cũng được, ban thờ lớn thì 7 chén. 7 chén thì chúng ta có nhiều nước để uống, để xin lộc, thế thôi, có gì đâu, đơn giản. Mà thường là 1 chén ở giữa, chúng ta cung kính tôn trọng thần linh thổ địa và gia tiên chúng ta. Chúng ta đem 1 chén ở giữa đó để ra một cái cốc riêng. Cứ xong chúng ta lại vẩy hết từ trên phòng thờ xuống các phòng nhà ở và xuống dưới đất chúng ta, đến đâu chúng ta cầm cái cành lá hoặc cành hoa chúng ta vẩy đến đó để cho gì? Với cái ý nghĩa mát mẻ. Mỗi cái vẩy như vậy chúng ta lại niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta vẩy một cái như vậy thì cái nước nó đến đâu? Nó có cái năng lực từ bi, năng lượng từ bi ở trong nước do thấm nhuần cái lời kinh tiếng kệ của Phật. Cho nên các vị thần linh thổ địa ở nơi đó cũng hoan hỷ, và các vị vong linh ở trong đất cát nhà cửa chúng ta cũng sẽ sớm gì? Họ chưa được siêu thoát thì họ sẽ được siêu thoát khi được công đức quang minh của Phật, của Bồ Tát đã gì? Đã chiếu vào trong gì? Độ những chúng sinh ở trong chén nước, trong bát nước đó. Trong bát nước đó có gì? Tuy chúng ta nhìn mắt thường là tịnh thủy, tức là nước sạch đó, nhưng mà nhìn bằng kính hiển vi á, có vô số những con trùng ở trong đó. Đúng không? Vì Đức Phật nói trong một bát nước có đến 84.000 con vi trùng cơ mà. Đấy là nói về ước lượng thôi. Mà nước bẩn như bây giờ, ô nhiễm như bây giờ, có phải thì gấp 10 lần cái 84.000 con vi trùng. Chứ đừng nói là nước. Ngày xưa thời Phật còn tại thế, nước đa số là nước sạch. Còn nước bây giờ chúng ta đa số là ô nhiễm môi trường. Cho nên cái vi trùng, nước ô nhiễm thì vi trùng thì càng nhiều hơn. Không chỉ 84.000 mà có thể gấp 5, gấp 10, gấp 100 lần như thế. Tùy theo cái mức ô nhiễm của môi trường các quý vị. Nhưng khi đặt lên tụng niệm cho nó, thay đổi. Thay đổi không? Thay đổi. Tiến sĩ Giang Bản Thắng làm một cái thí nghiệm lớn hơn trong một cốc nước. Đó là sao? Ngài dùng 50 người ra một cái hồ. Một cái hồ ở gần cái khu vực, cái nơi mà công sở mà Ngài làm việc đó. Có một cái hồ. Cái hồ đó thì cái nước không được thanh tịnh, không được sạch sẽ lắm. Và nó thường hay bốc mùi hôi. Ngài dùng 50 người đó ra đều nói những lời yêu thương tốt đẹp với, đứng trên bờ hồ, đi quanh bờ hồ và nói những lời yêu thương tốt đẹp và niệm Phật cho nó. Và kết quả, trước khi chưa niệm Phật, Ngài múc một vài cốc nước lên để nghiên cứu cho những cái kết quả, những cái thí nghiệm ở trong nước á, nó những cái kết tinh của nước á, rất xấu, rất xấu. Cho nên á, cái mùi hôi ở cái hồ đó thường thường vào buổi tối và buổi sáng sớm nó bốc mùi hôi rất là khó chịu. Nhưng Ngài lấy 50 người ra đó, nói những lời yêu thương và niệm Phật, đi niệm Phật, kinh hành ở trên quanh cái bờ hồ đó 3 ngày. Sau 3 ngày, Ngài múc cái nước đó lên và nghiên cứu thì cái kết tinh, kết tủa của nước á, hoàn toàn khác, nó lại đẹp đẽ. Và cái mùi hôi mà hàng ngày buổi sáng, buổi chiều nó nồng nặc đó thì tự nhiên biến mất. Và Ngài làm thêm một cái nghiên cứu lớn nữa, mang tầm cỡ quốc gia nữa. Đó là ở Nhật Bản có một cái eo biển. Cái tên là gì đó lâu lâu tôi quên rồi. Các vị về muốn nghe thì nghe lại cái băng giảng Trung Phong Tam Thể Niệm của Hòa Thượng Tịnh Không, có nói rõ về cái lần đó. Hoặc chúng ta có thể đánh thẳng vào Google để search, để tìm cái đó có thể thấy được. Ngài đến một cái eo biển. Ngài dùng 300 người. Cái eo biển đó thì thường là bốc ra mùi hôi thối, mà chính phủ Nhật Bản dùng các loại hóa chất để khử mùi rồi, nhưng chỉ được vài hôm nó lại tiếp tục trở lại. Nó lại hôi trở lại vì nó đại ô nhiễm. Mà người Nhật Bản thì người ta, chúng ta biết rồi, người ta sạch lắm. Cái văn minh đô thị với lại môi trường sống chung quanh của họ là sạch lắm. Có người đi Nhật Bản về nói với tôi là đi ngoài đường cả đi cả ngày, chiếc áo trắng tinh về không có nhìn thấy bụi bám một chút nào. Cái giày của họ đi, cái giày đinh, giày da, đi bộ cả ngày, về giày không phải đi đánh lại. Vì sao? Vì cái đường họ sạch vô cùng. Còn Việt Nam chúng ta đi ra, đi trong phố Hà Nội thôi, đúng không? Áo trắng chỉ cần đi khoảng độ nửa ngày thôi, về thì về không giặt, không thể mặc lại được nữa. Vì sao? Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Còn đất nước của họ, nó văn minh.
Cho nên giao thông của họ, công viên của họ vân vân, không có cái chuyện bụi bặm như đất nước chúng ta. Và người ta ô nhiễm một cái người ta xử lý ngay, nhưng cái eo biển đó người ta xử lý không được. Chính phủ Nhật Bản đã dùng bao nhiêu tiền của công sức xử lý cái eo biển đó không được. Ngài lấy một cái thí nghiệm, tiến sĩ Giang Vận Thắng lấy một cái thí nghiệm, chọn 300 người ra đó và nói những lời yêu thương, rồi tụng kinh và niệm Phật ở trên cái eo biển đó một tuần. Sau một tuần, các vị biết không? Sau một tuần, trước một tuần, trước khi niệm thì cũng lấy những cái cốc nước này để thí nghiệm, thì cái kết tinh, kết tủa của nước rất xấu. Còn đặc biệt là cái mùi hôi thì rất khó chịu, rất khó chịu. Chính phủ đã mất bao tiền của ông xử lý được. Nhưng khi dùng 300 người ra để nói những lời yêu thương, tụng kinh niệm Phật cho nó một tuần, các vị biết không? Kết quả sau một tuần, khoảng 3-4 ngày sau, mùi hôi nó cứ giảm dần, và đúng một tuần sau, mùi hôi hết sạch không còn nữa. Và đem thử những cái, lấy cái nước đó ở dưới cái vịnh đó thì mang lên, thì hoàn toàn cho một cái kết quả thí nghiệm khác. Kết tinh, kết tủa của nước đẹp, giống như những bông tuyết mà Ngài viết chữ ái để vào trong cốc nước vậy. Và đặc biệt là mùi hôi không còn nữa. Đấy là gì? Dùng tâm thức, dùng lòng từ bi và những gì? Cái tâm tốt đẹp của mình á, để hồi hướng, để tác động tới gì? Thế giới, môi trường sống xung quanh chúng ta. Đặc biệt là gì? Tiến sĩ nghiên cứu về nước và có những cái sự là có những cái kết quả tốt đẹp như vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng ở trên thế giới này, trên thế gian này, có những chuyện chúng ta không thể dùng bằng con mắt thường để mà nói được, mà giải thích được. Không thể dùng ý chí lý luận bình thường, sở học bình thường ở trên ghế nhà trường của chúng ta mà lý luận được. Nếu tiến sĩ Giang Bản Thắng mà không thì không nghiên cứu ra cái đó, chúng ta chỉ giảng và nói với nhau đó, thì có ai tin không? Họ không tin. Ông tin. Nhưng mà khi tiến sĩ nghiên cứu bằng khoa học, bằng khoa học các quý vị ạ, bằng khoa học, biện chứng, và phân tích hẳn hoi, thì khi đó các nhà giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học ở phương Tây, đặc biệt là Mỹ là gì? Mới phải gì? Cúi đầu và tiếp nhận cái nghiên cứu và chấp nhận cái nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nói là gì? Nước cũng có tình. Có nghĩa là nước cũng có tình, các quý vị. Vì sao mà bây giờ chúng ta, nước ở Việt Nam chúng ta bây giờ đâu đâu cũng thấy là ô nhiễm? Vì chính con người chúng ta sống không có tình với nó. Bao nhiêu những chất thải bẩn thỉu, đáng nhẽ chúng ta phải gì ạ? Phải qua xả thải rồi phải qua gì? Phải qua xử lý thì chúng ta mới xả ra để cho nó sạch sẽ. Ít nhất thì chúng ta cũng phải có tình với nó. Nhưng cho chúng ta, từ người dân cho đến các doanh nghiệp, phần lớn là đều không có tình với nó. Ai cũng nghĩ là gì? Mình bớt đi một chút cái tiền xử lý rác thải, xử lý chất thải, xử lý nước thải. Đó là gì? Là tốt rồi. Ai mà tránh được cơ quan pháp luật thì cứ tránh. Cơ quan nào tránh được pháp luật thì cứ tránh. Kể cả nhà dân chúng ta ở quanh khu phố, có cái hồ chung quanh ở trước cửa nhà chúng ta rất là đẹp. Nhưng chúng ta gì? Làm sao đó để cho đêm hôm đào trộm ra được cho một cái gì? Cái ống thải bằng ống 34 hoặc 100, hoặc 70, hoặc 120 đó, tùy theo cái số lượng chúng ta dùng nước ở trong nhà. Làm sao để chôn thật nhanh, để cho ra nó đi sâu xuống, chảy ra cái ao. Và bao nhiêu nhà vệ sinh, nước vệ sinh, nước thải rửa chúng ta chảy hết xuống ao. Và cái tình của chúng ta gì? Tình chúng ta có không? Không. Mà chúng ta có cái mưu đồ xấu ở trong đó. Cho nên cái hồ nó phải tiếp nhận những tất cả những cái chất xả thải của quanh khu phố của chúng ta chung sống, hoặc quanh xóm làng chúng ta chung sống, xả thải xuống đó. Cho nên nó mới gì? Là sinh ra ô nhiễm. Ô nhiễm đầu tiên chúng ta nói về khoa học là ô nhiễm môi trường, do chúng ta xả thải chất bẩn xuống. Nhưng nói về tâm lý, tức là chúng ta thì không dùng cái tâm tốt, tình tốt để đối xử với cái hồ, tức là cái bạn sống ở chung quanh chúng ta, cho nên nó cho chúng ta những mùi hôi thối nồng nặc và chúng ta khó chịu. Mà khó chịu thì lại nói là gì? Mà chỉ biết trách thôi, chứ không biết xem lại mình. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói thêm như vậy, mở rộng thêm như vậy, để ý muốn nói với các quý vị rằng là gì? Lúc cúng giàng, múc 3 chén nước hoặc 7 chén nước lên trên ban thờ, trước tiên là cúng giàng Phật và Bồ Tát Địa Tạng.
sau nữa là mình xin cái nước đó để uống. Nhưng trong khi mà uống, mà trong kinh nói là uống để chữa bệnh hay là uống để cho nó thông minh trí tuệ đó, tăng trưởng trí nhớ đó, thì chúng ta quay mặt về hướng Nam. Vì sao là quay mặt về hướng Nam? Về phương Nam chính là phương mà gì? Là đại bản doanh của Bồ Tát Địa Tạng. À, phương Nam chính là cái nơi mà Bồ Tát Địa Tạng, mình gọi là gì? Cái nơi trụ xứ mà Bồ Tát Địa Tạng thường cư ngụ, thường cư trú để hóa độ chúng sinh. À, giống như gì? Phương Tây thì là nơi gì? Là quốc độ của Đức Phật A Di Đà, phương Đông là quốc độ của Đức Phật Dược Sư, vân vân chẳng hạn. Đó. Thì phương Nam là nơi quốc độ, nơi mà Bồ Tát Địa Tạng thường hiện thân để giáo hóa. Hay các quý vị thấy như chùa Khai Nguyên này là gì? Nơi mà tôi trụ trì. Các quý vị muốn gặp tôi thì đến chùa Khai Nguyên. Đến một lần không gặp thì hai lần không gặp, ba lần không gặp, 10 lần cũng phải gặp. Đúng không? Đó. Chứ còn những đến những chùa khác có gặp không? Có khi đến đến 100 lần. Không phải là nơi tôi chủ trì, các vị đến có 100 lần đến 1000 lần, ngày nào cũng đến vài lần, có gặp không? Cũng không gặp được, vì đấy không phải là nơi tôi chủ trì, nơi Hoằng Pháp, nơi tôi chịu trách nhiệm. Đó, cho nên trong kinh nói là quay mặt về phương Nam mà uống cái nước đó. Đó. Thì mà mình khấn nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho để uống nó sẽ tốt hơn là uống bình thường. Đó, thế đấy là cũng trong kinh dạy thì chúng tôi cũng nói như vậy. Nhưng khuyên mọi người thì mọi người làm thì cũng vậy, cũng có cái lợi ích nhất định. Họ kể lại với chúng tôi, có những người mà bị bệnh, gọi là bị cái bệnh gọi là bệnh bại liệt. Bệnh bại liệt tức là cái chân á, chân tay nó teo tóp không đi được nữa. Mấy năm trời. Cái vị này về phát nguyện đọc tụng 49 ngày, ăn chay trường, y như trong kinh dạy không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. 49 ngày ăn chay trường và ngày tụng ba thời sáng, chiều và tối. Xong rồi lấy nước đó cho cái người bị bại liệt kia uống. Người bại liệt kia là do nằm lâu ngày cho nên là mắt thì mờ, tai thì điếc. Nhưng khi uống đến 21 ngày, tụng kinh 21 ngày, cho uống cái nước này vào ấy, tự nhiên là gì? Mắt của cái bệnh nhân đó sáng ra, tai là gì? Lại thính lại, và mắt thì nhìn thấy được, và tai thì nghe thấy được, nhưng mà vẫn chưa đi được. Thế Phật tử hôm rồi lên nói tôi bảo rằng, nhưng cái này đã là vi diệu rồi thầy. Tuy rằng ấy, bệnh nhân ở người nhà nhà con chưa đứng dậy đi được, nhưng mà cái mắt của bệnh nhân, cái người nhà nhà con ấy, nhìn thấy lại được rồi, và cái tai á nghe lại được rồi, và miệng gì? Mắt thấy, tai nghe thì đương nhiên miệng bây giờ cũng nói chuyện được rồi và niệm Phật được rồi thầy ạ. Cái điều mừng nhất là bệnh nhân người nhà nhà con đã niệm Phật được rồi. Vì mắt thấy tai nghe cho nên nghe được con nói và bây giờ niệm Phật được rồi. Và con chỉ mong rằng như thầy nói là hết 49 ngày bệnh nhân người nhà nhà con có thể tập tĩnh và đứng lên tập đi và bước đi được từng bước ở trong nhà để cho gì? Cho gia đình con đỡ khổ. Thì tôi bảo ở cái này thì tôi không hứa được vì tôi không phải là Phật. Tôi không phải là Bồ Tát, tôi không phải là bác sĩ. Mà bây giờ vì về cứ nhất tâm mà gì? Y giáo phụng hành. Nhất tâm để đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cầu Phật và cầu gì? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài gia trì cho. Vì đang đọc tụng kinh của Ngài mà. Đang đọc tụng kinh công đức nói về bản nguyện bản hạnh của Ngài mà. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài nói đâu có sai. Tin vào lời Phật cho nên cứ nhất tâm mà đọc tụng. Mắt sáng rồi, tai nghe được rồi, còn mỗi cái chân do mấy năm rồi thì bây giờ nó teo cơ rồi, nó khó thì nó phải từ từ, phải từ từ. Nhưng mà mắt thấy, tai nghe và niệm Phật được rồi là tốt rồi, đấy là quý rồi. Ra đi thì cho dù mệnh hết ra đi thì biết niệm Phật cũng không làm, không bị khổ ở đời sau rồi đó. Cho nên đấy là những cái công đức họ chỉ đọc tụng và lấy cái nước đó để cho bệnh nhân uống rất tốt đấy. Cho nên cúng già ngài thì có mất không? Không mất. Thậm chí các quý vị, xin lỗi các vị, tôi nói hơi thật một tí. Chúng ta đem gì? Mua một cân hoa quả cúng lên, gọi là cúng ngài thì gọi là cúng bằng cái tâm thành kính dâng lên. Lên đó để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta với ngài thôi chứ. Mấy hôm sau chúng ta dâng xuống, chúng ta vẫn gì? Cả nhà vẫn bổ ra để ăn với nhau cái đĩa hoa quả đó mà. Ví dụ chúng ta cúng 10 quả mà ngài ăn mất 9 quả, còn có 1 quả thì chúng ta mới sợ chứ. Đúng không? Nhưng đâu ngài có ăn quả nào đâu. Đây là ngài gì? Vì sao Đức Phật ngài không ăn quả nào chứ vì sao Phật bảo chúng ta cúng? Vì để tỏ cái tấm lòng thành chúng ta vậy. Còn Bồ Tát Địa Tạng ngài thiếu gì?
chư Phật Bồ Tát ngài thiếu gì? Muốn ăn. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, các bậc thường thiện nhân sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, thế thì muốn ăn thì tự nhiên thức ăn liền đến, đúng không? Liền hiện đến trước mắt. Ăn xong một cái thì tự nhiên là bao nhiêu cái đồ đạc, bát đũa chén chiếc vân vân đó tự nhiên là gì, biến mất. Đó là do công đức của chúng ta vậy. Nói như vậy có người mới đến chùa lại bảo làm gì có chuyện đây, thầy nói chuyện tiếu lâm. Xin thưa các quý vị, tôi lấy nghe một cái ví dụ thế gian thôi. Ông chủ tịch nước, ông thủ tướng chính phủ hoặc là ông tổng thống của một quốc gia, sau bao nhiêu năm phấn đấu học tập cũng như là cống hiến cho đất nước, cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc, và khi mà ông đầy đủ uy tín, được cả nhân dân, cả đất nước là gì, bầu ông lên làm tổng thống hay làm thủ tướng hay là chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, tùy theo cái thể chế chính trị quốc gia đó, hoặc nước chúng ta như là tổng bí thư chẳng hạn vân vân, tức là những người đứng đầu của nhà nước, của một đất nước, những người đó có cái chế độ đặc biệt. Đặc biệt là sao? Đó là không phải đi xuống bếp để tự nấu cơm mới có ăn, đúng không? Ăn xong cũng không phải đi rửa bát. Còn chúng ta, gia đình chúng ta nếu mà không xuống bếp nấu cơm, có cơm ăn không các quý vị? Có không? Nếu vợ chồng con cái cả nhà đều lười không xuống bếp, hàng xóm mà có mang cơm chúng ta ăn được không? Mang có thể một bữa, hai bữa thì được. Nhưng mà ai mang chúng ta suốt đời được? Mang chúng ta suốt năm, suốt tháng được? Không có. Nhưng mà chúng ta thấy những người họ bao nhiêu năm học tập và cống hiến cho đất nước, gọi là có gì? Có công đức. Có công và gì? Có đức với gì? Với quốc gia, với dân tộc. Cho nên những người nguyên thủ ngày xưa thì gọi là vua, bây giờ thì gọi là nguyên thủ, tùy theo thể chế quốc gia. Có nơi thì gọi là tổng thống, có nơi thì gọi là thủ tướng, có nơi thì gọi là chủ tịch nước, có nước thì gọi là người cao nhất là tổng bí thư, tùy theo cái thể chế chính trị của các quốc gia đó. Thì chúng ta thấy những người đó đến giờ ăn, có người phục vụ mang lên đến tận nơi. Ăn xong một cái, có người lấy tâm đưa lên tận gì? Tận miệng. Và ăn xong nữa thì có người gì? Dọn hết bát đũa và đi rửa bát, cho vào nơi sạch sẽ, bảo quản cho nó thanh tịnh. Đó là gì? Người có phước mới được như thế. Còn những người kém phước như chúng ta gì? Cứ ngồi ở trên cái bàn mà hôm nay tại sao đói nó chả thấy cơm đâu nhỉ? Không thấy ai mang đến nhỉ? Chúng ta có ngồi có kêu đến gì? Kêu khản cổ mỏi họng thì cũng có ai mang đến không? Không có. Mà thậm chí họ còn cười, họ còn bảo chúng ta là gì? Có vấn đề về thần kinh. Vì chúng ta gì? Kém phước mà cứ đòi gì? Đòi những người có phúc, những người nguyên thủ quốc gia. Chúng ta biết muốn được những nguyên thủ quốc gia họ phải mất gì? Bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu nhân tích đức. Và đời này, kiếp này họ cũng gì? Tu nhân tích đức và chăm chỉ học tập, gắng làm việc thiện, toàn tâm, toàn ý lo cho dân tộc, cho đất nước thì mới được như vậy. Nếu mà lên đó mà không lo được á, cho đất nước á, lợi dụng chức quyền đó thì dân cũng sẽ gì? Xô dẹp cái ghế của họ và gì? Đẩy họ xuống dưới gì? Bùn đen, các quý vị. Có đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy đó là cái nguyên lý vận hành của nhân quả. Anh gieo nhân nào thì sẽ được hưởng quả đó. Nay, chúng ta tu nhân lành cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi được vãng sinh về đó rồi trở thành một vị Bồ Tát, trở thành bậc thường thiện nhân, phúc báo còn gì? Còn hơn cả vua của quái trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là vua, một vị thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, phúc báo còn hơn cả vua quái trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là quái trời cao nhất trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thiên. Tuổi thọ 80 vạn đại kiếp so với tuổi thọ Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật nói là gì? Chưa ăn thua. Tuổi thọ ở cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, dù 80 vạn đại kiếp nhưng vẫn còn có con túc số, đó là 80 vạn đại kiếp. Còn Tây Phương Cực Lạc là gì? Tuổi thọ gì? Vô lượng vô biên, tức là không thể tính đếm được. Đó, cho nên cái phúc báo ở mỗi cõi, mỗi cảnh giới nó có khác nhau. Thọ mạng, phúc báo có khác nhau. Và do cái phúc báo chúng ta thấy, vì phúc báo khác nhau cho nên thức ăn cũng gì? Cũng khác nhau. Chúng ta thấy thức ăn của con người chúng ta do phúc báo làm người, khác nhau với phúc báo của súc sinh không các quý vị? Phúc báo của chúng ta khác nhau với con lợn không? Các quý vị, thức ăn chúng ta khác với con lợn không? Thức ăn chúng ta khác với con chó không? Con chó, phúc báo của nó cũng khá tốt,
nó là súc sinh. Nhưng mà do gì? Do có phúc báo hơn một số loại súc sinh khác, nó được ở gần con người chúng ta, cho nên nó cũng được ăn cơm với con người chúng ta. Nhưng ăn cơm rồi, nó còn ăn thêm cái gì? Ăn thêm cái gì các quý vị? Nó ăn cơm ngon như vậy, nhưng mà nó đi ra ngoài, nó đi ra ngoài ruộng, nó ra nhìn thấy cái đống phân, đống phân của đứa trẻ con hoặc là một người nào đó bậy ra ngoài ruộng á, thì nó đi, nó coi cái đó là thức ăn và nó tiếp tục nó ăn cái đống phân đó. Nhưng con người chúng ta có ăn không? Không, con người chúng ta không ăn. Vì cái phúc báo, chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết lo cái đồ bẩn thỉu, hôi thối, nhơ bẩn, chất thải của con người chúng ta thải ra, ai chúng ta đi ăn lại? Do có trí tuệ nhận biết được. Những con chó nó có nhận biết được không? Không nhận biết được, không đủ trí tuệ nhận biết. Mặc dù sống gần con người, được con người chăm sóc, được con người dạy dỗ, nhưng khi ra khỏi, nó nhìn gì? Vì cái ngu si, cái chướng, một chút chướng trọng của nó, chướng si của nó, cho nên nhìn thấy đống phân nó liền chạy lại nó ăn. Chúng ta có đuổi nó thì gì? Nó cũng vẫn cứ gì? Chạy lại nó ăn. Chúng ta cho nó là bẩn, nhưng nó cho là ngon, cho nên nó mới cứ cố tình nó chạy là nó ăn. Đuổi nó, đánh nó chạy đi rồi, được một tí chúng ta lãng quên, nó lại chạy sang, ngửi thấy cái mùi nó thèm quá, nó chạy sang để nó gì? Nó ăn. Đó, cho nên phúc báo có khác nhau ở chỗ đó. Đây tôi phải dẫn chứng giải rộng thêm như vậy để cho chúng ta thấy được rằng, chúng tôi nói rằng là khi mà chúng ta cung kính cúng dường Phật và Bồ Tát, có phúc báo thì chúng ta sẽ hưởng thụ được những cái năng lượng từ bi công đức của chư Phật Bồ Tát ban cho chúng ta. Cho nên uống cốc nước đó có thể khỏi bệnh là như thế, có thể tiêu trừ nghiệp chướng là như vậy. Cho nên cái này chúng ta làm tốt cho chúng ta thôi. Tôi bảo các quý vị thọ trì đọc tụng thì cứ tin tưởng mà thọ trì đọc tụng. Vì sao? Vì Phật dạy như thế, chứ không phải là tôi dạy như thế. Phật dạy mới quý các quý vị. Tôi dạy cũng hơi hơi quý rồi, nhưng Phật dạy mới thực sự là quý báu. Vì Phật không có dối người. Tôi có thể gì? Còn lời nói được, lời nói chưa được. Có những lúc nói nhanh quá, không suy nghĩ được, còn nói gì? Còn nói sai đôi chỗ. Nhưng Phật thì không bao giờ nói sai chỗ nào nữa. Vì trí tuệ của Phật là gọi là lậu tận trí. Ngài đã chứng được cái trí tuệ là cao tột nhất. Cho nên á, thông suốt trong từng sát na, không có lúc nào nhầm lẫn. Nhưng tôi á, thì gì? Còn đang ở trên bước đường cầu đạo, cho nên có những lúc là gì? Tôi quên. Có những lúc các vị thấy tôi phải nghĩ mãi mà gì mới ra được một cái danh từ nào đó, hoặc một cái gì, một cái địa danh nào đó, một cái câu chuyện nào đó. Nhưng có những lúc thì nghĩ mãi cũng vẫn không ra được, mà phải để khất các quý vị. Đó là sao? Trí tuệ của tôi chưa được thông sỏ, chưa được thông tỏ như Phật, chứ Bồ Tát đó. Nhưng như vậy là cũng quý rồi. Nhân tu bao đời bao kiếp được như thế này là cũng phải trân trọng rồi. Bây giờ chúng ta cứ thử xem, ngồi trước đại chúng nói khoảng độ tầm 1-2 tiếng đồng hồ xem họ có nghe không, và nói hết ngày này đến ngày khác họ có nghe không. Điều quan trọng là chỗ đó. Chúng ta có thể nói rời nói đất, nói nhăng nói cuội được, nhưng mà lên ngồi trước hàng ngàn con người, hàng vài trăm con người mà nói mà họ cứ đứng dậy họ bỏ đi hết á, đó là xem xét lại lời nói của mình có chuẩn không, hoặc là lời nói của mình có đủ công đức để cho họ nghe không. Đó, chứ còn nói thì có thể nhiều người nói được. Chúng ta biết nhiều người họ làm giảng viên ở ngoài đời, họ học Phật Pháp, đọc Phật Pháp khoảng độ tầm một vài tháng hoặc một vài năm, họ có thể nói rất hay, nói rất chuẩn trong cái danh từ Phật học, nhưng mà không cảm hóa được, không cảm hóa được đông người, không cảm hóa được số đông. Vì sao? Vì cái đức độ và nhân tu của họ, của giới đức của họ nó còn gì? Nó còn khuyết thiếu. Mới chỉ có trí tuệ thôi, còn công đức chưa có, cho nên người nghe họ vẫn gì? Vẫn hay chán. Đến nghe một hai lần thôi, chứ bảo đến nghe suốt thì họ gì? Họ chán. À, còn Phật đó, thì chúng ta nghe mãi không có chán. Người có duyên với Phật đó, tụng kinh Phật mãi không có chán. Chúng tôi chưa bao giờ chán tụng kinh Phật cả. Không có thời gian để đọc tụng thôi, chứ còn đọc tụng không bao giờ chán. Vì sao? Mình kết được cái duyên rất tốt với Ngài rồi, cho nên không bao giờ chán. Còn Phật tử chúng ta đọc kinh mà còn thấy chán á, thì có nghĩa là gì? Cái duyên và cái phúc của chúng ta gieo với Đức Phật nó còn gì? Lúc thì nó còn nhiều, nhiều cái lỗ hổng lắm. Mà cứ đến nào, đến cái chỗ nào đấy, cái lỗ hổng đó tự nhiên chúng ta thấy chán. Ví dụ như là đến nghe các thầy giảng như thế này, chúng ta ham thích và muốn đọc kinh lắm, nhưng về được 3, 7, 21 ngày
Sau đó một cái là chúng ta lại thích ngồi xem tivi hơn, xích xem phim hơn, nhất là xem những bộ phim dài tập Lâm Ly Bi Đát của Hàn Quốc hay của Ấn Độ hay là như của Trung Quốc nữa chẳng hạn, thì chúng ta lại gì? Lại càng khó dứt ra để đi tụng kinh niệm Phật. Cho nên là cái phương pháp tốt nhất đối với các cụ, các Phật tử, nhất là các cụ Phật tử lớn tuổi bây giờ, nhất tâm tu hành cầu sinh tịnh độ rồi thì thôi bỏ đi. Tôi 3-4-5 năm nay tôi bỏ cả tivi, tôi có xem nữa đâu. Các vị thấy tôi có xem tivi đâu. Mọi người đòi đến cúng tôi bảo thôi, chùa bận lắm không có thời gian, không có xem nữa. Nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không mà không có xem tivi. Xem tivi thứ nhất nó làm mình loạn tâm, thứ hai nữa là nó khiến cho mình không thể chú tâm có thời gian để tụng kinh niệm Phật, để nghiên cứu giáo lý của Phật được. Đó. Cho nên chúng ta học Phật cũng nên thế. Bây giờ nhất tâm muốn cầu thoát ly sinh tử một đời, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ở một đời này thì nên gì? Bỏ đi. Cái đó là cái chuyện nhảm nhí ở thế gian. Nó cũng tăng cho mình một chút kiến thức, trí tuệ của thế gian đó, giúp cho mình giải trí được, khuây khỏa được nỗi buồn một chút đó các quý vị. Nhưng mà nó có giúp được mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Giúp mình thoát khổ không? Chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Mà thậm chí nó còn gì? Ngăn ngừa và chướng đạo, ngăn cái sự vãng sinh của mình bằng cái sự gì? Khi chúng ta không may mà gì? Cần tử nghiệm nó đến đang khỏe mạnh như thế này đó, mà đùng một cái lăn đùng ra ốm, chúng ta không niệm được Phật, mà cái gì? Cái bộ phim nó cứ hiện lên trong đầu, trong tâm tư của chúng ta, trong tâm can của chúng ta, trong an lại gia thức của chúng ta. Mà thậm chí là gì? Chúng ta ngồi, người đại chúng đến niệm Phật trợ duyên cho chúng ta, mà chúng ta chỉ nghĩ là gì? Không biết cái nhân vật trong bộ phim nó như thế nào, hôm nay nó ra sao rồi. Mà mọi người thì ngồi quanh chúng ta để niệm Phật, để trợ niệm. Còn chúng ta thì cứ nghĩ không biết là cái nhân vật trong bộ phim như thế nào. Mình thương thế, mình yêu cái đứa trẻ trong cái bộ phim đó, thế nó khổ thế, không biết nó hết khổ chưa. Hay là cái đôi nam nữ kia nó yêu nhau, nó lấy được nhau chưa. Hoặc là gì, cái ông cụ kia đã gì, đã được đứa con đó gì, nó thương trở lại chưa. Cái bà cụ đã được tìm được đứa con đó, về quay được về nhà chưa, trong bộ phim đó chưa, vân vân. Cho nên cơ hội vãng sinh đã tụt khỏi tầm tay trong một kiếp. Vì vậy mà tuổi cao sức yếu rồi thì phải lo cho cái vấn đề tương lai của mình, đó là gì? Quyết định phải một đời vãng sinh được. Tu tập là chúng ta muốn thoát khổ thì chỉ có một con đường duy nhất đối với chúng ta, đó là gì? Cầu sinh tịnh độ. Chứ còn ở lại thế giới này mà tu chứng quả, dần dần tu đà hoàn, tức đà hàm, a la hàm, a la hán và nhập niết bàn đó, xin thưa các quý vị, không phải dễ đâu. Các quý vị có thể ngồi thiền được 2-3 tiếng đồng hồ đã khó rồi. Nhưng mà 2-3 tiếng đồng hồ để cho tâm không bị tạp loạn, để chứng nhập được sơ thiền. Từ cảnh giới sơ thiền xuất sơ thiền nhập nhị thiền, từ cảnh giới nhị thiền xuất nhị thiền nhập tam thiền, từ cảnh giới tam thiền xuất tam thiền nhập tứ thiền, từ cảnh giới tứ thiền xuất ra và nhập vào gì? Nhập vào các cảnh giới an định của chư thiên quái sắc. Và từ cái cảnh giới đó lại xả cái thiền định của chư thiên quái sắc đó, nhập vào cảnh giới cao nhất của chúng chư thiên, đó là gọi là phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, đạt được cái định đó. Vạn vạn vị sư bây giờ ngồi thiền chưa chắc đã được 2-3 người nhập được cảnh định đó các quý vị. Mà Đức Phật nói cái định đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới là cảnh giới của gì? Của dục giới thôi. Tứ thiền mới chỉ là cảnh giới của dục giới thôi. Các quý vị ạ, sau đó vượt qua nó, nhập vào các cảnh giới thiền định cao hơn của quái trời sắc giới, rồi vượt qua hơn, đó là quái đạt được cái định gọi là phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, đó là cảnh giới của quái trời vô sắc giới. Sau đó xả nó thì bắt đầu mới nhập vào các định của gì? Của Đức Phật đã dạy. Không phải đơn giản. Không phải đơn giản. Mà ngồi thiền không có thầy dạy cho mình, chúng ta dễ lầm vào đường tà lớn lắm. Chúng tôi biết cái rất nhiều và xử lý cũng khá nhiều cái trường hợp những người mà tự ngồi thiền, hoặc là ngồi thiền do các quý thầy dạy không đúng cách, cho nên mình gọi là bị tẩu hỏa nhập ma đó. Quay lại chúng tôi phải xử lý cho họ.
May mà ngày xưa chúng tôi cũng mất cũng có 5-6 năm là chuyên tu về thiền định. Có thể là nhiều đời, nhiều kiếp chúng tôi cũng đã tu tập nữa. Nhưng đặc biệt là trước đây khi xuất gia, đang học trung cấp, chúng tôi cũng có 6 năm trời chuyên tu về thiền định. Cũng chuyên hay ngồi thiền. Cho nên cũng mới xử lý được cái đó. Mới có một chút kinh nghiệm, đấy là một chút thôi. Chứ còn những vị thiền sư họ ngồi thiền cả đời thì tất nhiên kinh nghiệm hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng đấy, đấy là nói với các quý vị, các pháp, môn tu của Phật, pháp nào cũng tốt. Nhưng mà mình xem cái nhân tu của mình á, công đức và trí tuệ của mình có đủ để theo không? À, có đủ để theo không? Nếu đủ theo chúng ta cứ theo không sao. Kể cả chúng ta đang tu tịnh độ quay sang tu thiền cũng không sao, tôi cũng cấm. Tăng ni Phật tử ở trong chùa của tôi, nếu mà vị nào không muốn tu tịnh độ nữa, muốn tu thiền, giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, hoặc là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi cũng không cấm. Tốt thôi, không sao cả. Miễn các quý vị vẫn giữ được trọn niềm tin tu ở trong Phật Pháp. Tôi không như một số các vị Pháp Sư khác, các vị Đại Đức khác. Hôm qua có một Phật tử đến nói với tôi rằng, bạch Thầy, xin Thầy giúp với. Con có một người bạn. Người bạn của con gia đình rất là khổ. Đứa con thì hư, gia đình thì lục đục lắm. Thế tôi hỏi bạn của cụ, dạ chạy không lên mà hỏi mà phải nhờ cụ. Bảo là, bạch Thầy, bạn của con đi tu theo thiền, bạn của con theo tổ thiền, tu theo pháp tu thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, cho nên bạn của con sợ là đi lên đây là gì? Là trái với đạo, trái với pháp môn, cho nên không dám lên. Nhờ con lên để hỏi Thầy và nhờ Thầy giúp cho, là xem cái gia đình làm sao mà lục đục, thằng con làm sao mà nó hư hỏng một cách bất thường như thế. Rồi gia đình cái ốm đau lục đục mọi cái không thể tưởng tượng được. Thế tôi bảo rằng, nếu mà bạn của cụ ấy mà sợ lên đây là gì, là trái đạo. Thế thì cụ hỏi làm cái gì? Đó là trái đạo, có nghĩa họ nghĩ chúng tôi là tà đạo, là ngoại đạo rồi, là trái đạo rồi, thì có hỏi làm gì cũng bằng thừa. Và vị này về nên đi, sao không gặp các vị đại đức mà các vị thượng tọa mà dạy cho vị thiền đó để mà hỏi, mà giải quyết vấn đề. Tu về pháp môn nào thì hỏi các quý thầy đó giải quyết cho vấn đề đó chứ. Tại sao nghĩ chúng tôi là trái đạo rồi, là tà đạo rồi mà lại còn đi để hỏi chúng tôi? Tôi bảo tôi nhất định không trả lời. Tôi nhất định không trả lời. Và lại có, hôm qua có hai Phật tử đến nói là gì? Tu theo bổn môn Pháp Hoa, chuyên tụng kinh bổn môn Pháp Hoa, tu theo Pháp Hoa Tông. Và gia đình cũng có chuyện. Nhưng bây giờ lên đây hỏi Thầy thì không biết là có đúng hay không, có trái đạo không. Tôi bảo không sao. Trăm tu vạn hạnh, pháp môn của Phật có rất nhiều phương tiện. Chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ, giống như có bệnh nào thì chúng ta phải gì, dùng thuốc đó thôi. Ví dụ như bệnh gì? Bệnh mà về bệnh viện 103 chẳng hạn, thì nó chuyên về gì? Mổ xẻ về xương sọ, về các thứ, mổ xẻ về các thứ, đến bệnh viện 103 hoặc 108 hoặc bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn. Thì ngày bây giờ thì đến bệnh viện bây giờ nó bệnh viện đa khoa nhiều rồi. Nhưng mà khi chúng ta bị ung thư thì phải bảo bệnh viện nào? Bệnh viện U Biếu Trung ương là tốt nhất. Hay khi chúng ta gì, có con hoặc có cháu đi đẻ, tôi nói đơn giản là đi đẻ, thì vào bệnh viện nào tốt nhất? Bệnh viện Phụ Sản Trung ương là gì, là tốt nhất, đúng chuyên ngành, đúng không? Hoặc là khi mà chúng ta bị bệnh gì, bị bệnh tim mạch, thì đến bệnh viện gì, Tim Mạch Trung ương là tốt nhất. Chuyên khoa thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn. Thế bây giờ chúng ta không may mà gia đình chúng ta có người bị bệnh nào, chúng ta ví dụ bị bệnh ung thư chẳng hạn, chúng ta cứ đem đến cái bệnh, bảo có người nhà làm ở trong bệnh viện sản trung ương, chúng ta cứ đem đến bệnh viện sản trung ương để bảo chữa bệnh ung thư chữa được không? Khó lắm các quý vị, vì họ không chuyên khoa, mà có đến đó họ phải giới thiệu đó thôi. Đó, cho nên người học Phật chúng ta phải uyển chuyển như thế. Đừng có nghĩ là con theo bổn môn Pháp Hoa và con theo tu thiền, gia đình con có chuyện con đi sang hỏi các thầy bên tịnh độ là gì, là trái đạo, không có. Và cũng đừng có nghĩ rằng mình tu theo tịnh độ, gia đình mình có chuyện mà sang gặp thầy tu theo Pháp Hoa hay tu theo thiền, tu theo mật tông là gì, là trái đạo, không có. Với ai thì có thể không có, nhưng với tôi không có cái chuyện đó. Các pháp môn của Phật đối với tôi là bình đẳng như nhau. Tôi chỉ hận rằng là gì, tôi kém phúc, tôi không thể truyền hết các pháp môn của Phật cho các quý vị mà thôi.
Còn các quý vị nếu mà có phúc báo, có công đức, có trí tuệ, đi học với tất cả các pháp môn, với tất cả các vị thầy trong một đời này cũng được. Tôi càng vui mừng. Vì thấy rằng các vị hơn tôi thì tôi càng vui mừng. Vì Phật Pháp sắp có một vị Bồ Tát, sắp có một vị Phật ở tương lai chuẩn bị thành thì phổ độ chúng sinh. Có khi lúc đó các vị lại, tôi là học trò các quý vị, các vị độ để cho tôi là đệ tử các quý vị thì càng mừng, có gì đâu. Phật Pháp mà xuất hiện nhiều nhân tài, có nhiều các Phật tử trí tuệ công đức rộng lớn, học tất cả các pháp môn của Phật trong một đời để thành những vị Bồ Tát, những vị Phật trong tương lai á, tôi càng mừng. Chứ không có chuyện là tôi cấm các quý vị là không được đến học với các vị tu thiền hay không được đến học với các vị tu luật hay không được học với các vị tu mật, vân vân, không có. Các vị, bất cứ vị thầy nào mà có đạo đức, có giới hạnh, mà chúng ta biết là có kiến thức, có trình độ, có công đức, có thể giải quyết cái vấn đề mâu mắc của gia đình chúng ta, bản thân chúng ta, mà đến với tôi chưa giải quyết được, các quý vị cứ đến tìm đến đó, họ giải quyết cho. Bởi vì Phật Pháp, cái duyên, các quý vị biết không? Cái duyên, nó là cái duyên. Giống như ngày xưa, chúng ta biết Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả cúng dường Đức Phật rất nhiều và có tâm với Phật rất lớn, đó là gì? Trưởng giả Cấp Cô Độc. Mà chúng ta bây giờ thờ trong các chùa, chúng ta thấy Đức Ông đó, Đức Ông chính là thờ ngày Cấp Cô Độc đó các quý vị. Trưởng giả Cấp Cô Độc tín tâm với Phật như vậy, nhưng riêng bà vợ ấy thì lại không có một chút tín tâm. À, thế mới hay chứ lại. Đức Phật đến nhà thuyết pháp, bà toàn trốn đi sang nhà hàng xóm để chơi. Cái ngày nào mà trưởng giả Cấp Cô Độc lập trai tăng thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để cúng dường á, thì bà thường là gì? Nói với chồng là gì? Hôm nay em có việc ở bên nhà bố mẹ đẻ, tức là nhà ngoại đó. Thôi anh ở nhà làm gì? Làm cỗ để cúng Phật. Thế còn em có việc em phải đi. Và nói nhẹ nhàng. Tất nhiên bà không phản bác, không đả phá, nhưng bà cứ như thế. Hôm thì bà lấy cớ là gì? Bên nhà ngoại có việc thì bà về, nhưng thực tế thì có việc đâu, bà không muốn gặp Phật. Cũng có thể là gì? Do ông chồng ấy bỏ nhiều tiền vàng của cải ra để mua đất xây dựng tinh xá và cúng dường trai tăng, cho nên bà sót. Cho nên có thể bà sót, bà chưa hiểu đạo, cho nên bà sót, cho nên bà gì? Bà không bằng lòng với chồng, nhưng mà gì? Không dám nói. Không dám nói chồng. Không bằng lòng với Phật, nhưng mà cũng không dám phỉ báng vì sợ gì? Mích lòng chồng. Sợ chồng giận, chồng con không bằng lòng. Chồng và con thì hết tâm, hết ý, toàn tâm, toàn ý để cúng dường, để cung phụng và tôn thờ và học theo Đức Phật, cũng cúng dường cung kính chư tăng. Nhưng bà vợ ông Cấp Cô Độc thì hoàn toàn ngược lại. Vài lần đến nhà như vậy nhưng bà toàn trốn như vậy. Đức Phật biết nhưng mà ngài không có nói. Một hôm tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật rằng á, bạch Đức Thế Tôn, ngài là bậc trí tuệ công đức vẹn toàn, con thấy trưởng giả Cấp Cô Độc là người rất có tâm huyết với gì? Với ngài và với chúng con. Con thấy là cả nhà của trưởng giả Cấp Cô Độc, từ những người hầu cho đến người con trai, người con gái, con dâu, con rể, được cháu nội, cháu ngoại đều tín Phật, duy nhất chỉ có bà vợ của ngài trưởng giả là chưa tín Phật, chưa tin. Tại sao Đức Thế Tôn là một bậc là gì? Thầy của trời người, độ được cho cả thiên ma. Tại sao ngài lại không độ cho bà ấy? Thôi xin Đức Thế Tôn là từ bi, là thôi mở lòng từ bi độ cho bà ấy. Đức Phật yên lặng không nói gì. Rồi Mục Kiền Liên cũng ra lễ Phật bảo bạch Đức Thế Tôn, đúng đấy, con á, dùng cái thần lực của con nhìn thấy bà ấy cũng có nhiều đời nhiều kiếp đã từng thân cận cúng dường hằng hà sa số Đức Phật rồi, cho nên nay mới được sinh vào làm vợ của gì? Của ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Và trưởng giả Cấp Cô Độc cũng đã từng thân cận cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật rồi, cho nên bây giờ sinh ra được làm người giàu có nhất nước. Và không chỉ giàu có nhất nước mà còn có thiện tâm bố thí cúng dường, bố thí cho người nghèo và cúng dường cho các vị tu sĩ, không chỉ đạo Phật mà tới tất cả các vị tu sĩ tôn giáo khác. Cho nên á, con nhìn thấy là cả ông bà ấy đều có duyên với Phật. Tại sao á? Phật chỉ độ cho mình, ông chồng và những người thân mà không độ cho, không dùng pháp thoại, không dùng phương tiện để độ cho bà vợ trưởng giả Cấp Cô Độc. Đức Phật vẫn yên lặng không nói cái gì cả. Bây giờ
tôn giả A Nan lại gia đình lễ Đức Phật, bạch nữa là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con đó thì mới xuất gia, mới được làm thị giả của Ngài, con chưa biết được nhiều. Nhưng mà theo con thấy là bài cũng hiền lành, cũng rất là tử tế. Thôi xin Đức Thế Tôn độ cho bài. Chúng ta thấy ba người đại đệ tử đều ra nói với Phật như vậy, thì Đức Phật yên lặng. Và đến tôn giả A Nan ra cầu xin như vậy xong thì Đức Phật mới nói rằng á, này Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, này A Nan, Như Lai thấy rằng á, nếu mà Như Lai đến mà giáo hóa mà đắc mà thuyết pháp cho bà vợ ông trưởng giả, không chỉ không độ được bà ấy mà còn khiến cho bà gì, bà còn phỉ báng, bà còn tạo nghiệp. Cho nên nay Như Lai sai gì La Hầu La đi gì để gieo duyên thuyết pháp và độ cho bà ấy. À, bắt đầu lúc đó là Đức Phật sai tôn giả La Hầu La, tức là đệ tử của mình á, ở ngoài đời tức là con ruột, mà trong đạo tức là đệ tử đó. La Hầu La chứng được mật hạnh đệ nhất mà. Bắt đầu cho La Hầu La đến gì, đến để thuyết pháp độ cho bà ấy. Từ xa thấp thoáng nhìn thấy bóng một vị sa môn đi đến, bà đã định tránh mặt rồi, bảo với người hầu là gì, lại có cái ông sa môn đệ tử của Thích Ca đến. Đến ấy, chắc nó lại đến để gì, nó xin ăn hay đến để xin cái này cái nọ rồi. Cho nên đến thì bảo đi lên để gặp ông, nếu muốn gặp ta đừng có gì, đừng có cho ông đây. Bảo với người hầu như thế rồi. Nhưng nói vừa nói xong một cái thì thấp thoáng bóng tôn giả La Hầu La đến gần một cái, thì tự nhiên bà là gì, bà cứ thế là đứng xứng lại để nhìn, đứng xứng lại để nhìn tôn giả La Hầu La. Và nhìn thấy một cái thì bà chạy sang, bà quỳ gối xuống đất và bà đỉnh lễ từ xa. Và bà gì, bà sang lễ xong theo nghi lễ của người đệ tử Phật thuần thành. Và bà gì cũng đúng đi theo sau tôn giả La Hầu La, và vào là gì, bày tòa ngồi lên rồi dâng thức ăn cúng giảng tôn giả. Cúng giảng xong thì bà ấy cung kính đi nhiễu ba vòng và quỳ xuống trước mặt tôn giả La Hầu La và thỉnh tôn giả là gì, thuyết pháp cho con nghe. Nghe xong bài pháp liền bà là phát nguyện là gì, xin là tôn giả truyền pháp tam quy cho con. À, và trở thành gì, một đệ tử quy tam bảo với tôn giả La Hầu La. Câu chuyện đó mấy ngày sau được tôn giả A Nan bạch với Đức Phật, tại sao mà Đức Phật không độ cho bà ấy mà lại để cho tôn giả La Hầu La độ. Và Đức Phật nói là ta cũng có thể độ được bà ấy, nhưng mà gì, nhưng mà phải mất rất nhiều thời gian. Ta nhìn thấy La Hầu La có nhân duyên với bà ấy đặc biệt, đó là gì, đó là ba đời trước cho đến gì, cho đến 3.000 đời trước, tức là ba đời về trước cho đến 3.000 đời về trước nữa, bà ấy đều là mẹ của, đều là mẹ của La Hầu La. Cho nên á, bây giờ mẹ, cái tình cảm mẹ con với nhau, vì vậy nhìn thấy nhau một cái là gì, là quý nhau rồi. Vì vậy mà ta sai La Hầu La để đến thì gì, để độ cho bà, tức là gì, con độ cho mẹ. Mà chỉ có La Hầu La mới độ nhanh được cho bà ấy. Cho nên ấy, nhìn thấy một cái ở từ xa chưa nhận ra ngài La Hầu La thì bảo gia nhân là bảo lên gặp ông, ta không có tiếp. Nhưng mà khi mà đến gần một cái, nhìn thấy rõ ràng một cái thì tự nhiên là chạy sang sụp mình sụp xuống để quỳ lễ dưới chân tôn giả, rồi đó, lấy thức ăn ngon nhất của mình, bảo gia nhân làm thức ăn ngon nhất lên để gì, tốt nhất để lên cúng giảng. Cúng giảng xong thì lại muốn nghe pháp, nghe pháp xong liền quy y trở thành đệ tử Phật. Và từ đó là gì, bà trở thành một vị Phật tử thuần thành, cùng với chồng mình là cung kính cúng giảng tam bảo cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Và cả hai vợ chồng đều chứng được quả gì, A Na Hàm, và sinh lên quái trời tịnh cư. Đây là lần cuối cùng không phải sinh lại nhân gian nữa, và nhập niết bàn, chứng thành quả La Hán và nhập niết bàn tại cõi trời tịnh cư. Các vị thấy không? Đó, độ chúng sinh nó có duyên chứ không phải là ai cũng độ được. Cho nên á, qua cái câu chuyện đó, tôi mới, ý của tôi muốn nói với các quý vị rằng á, các quý vị nếu đến với tôi mà chưa được giải quyết vấn đề mâu mắc trong tâm linh hay trong gia đình, các quý vị có thể đi tìm các thầy khác. Tôi không thể giải quyết hết tất cả được. Ai có duyên với tôi, ai có duyên với kinh Địa Tạng, ai có duyên với đạo tràng này thì đến đây chúng tôi mới gì, mới giúp được các quý vị được an lạc, được tiêu trừ nghiệp chướng và được hóa độ. Còn ai không có duyên, chúng ta phải tìm đạo tràng khác. Ngược lại, các vị tu theo các pháp môn khác, các đạo tràng khác, Pháp Hoa hay Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông hay vân vân chẳng hạn,
mà không được hóa độ, tu nhiều năm mà tu nhiều tháng rồi mà thấy không thấy kết quả, các quý vị có thể đến đây để thử nghe chúng tôi giảng, cùng đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng với chúng tôi xem, trong một thời gian 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày thôi, chỉ cần 100 ngày thôi, không thấy có kết quả thì các quý vị cũng có thể đi tìm thầy khác. Còn nếu thấy có kết quả, tâm mình an, nghiệp mình tiêu, bệnh mình bớt, trí tuệ mình tăng, sức khỏe mình gì? Mình tốt lên, trí tuệ mình thấy sáng suốt ra, thì đó là đúng đường rồi, cứ thế mà gì? Nhất tâm y giáo phụng hành. Đó, làm thêm việc thiện như ở đây nói là nhấn thêm những việc thiện như là ngoài cúng dường Bồ Tát ra còn gì, còn nhấn đến là đắp vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Nay chúng ta không tự tay đắp vẽ được thì chúng ta có thể gì, cung kính công đức một gì, một pho tượng Địa Tạng Bổ Vương Bồ Tát, hoặc là không được một pho thì chỉ cần gì, có một chút xíu trong đó thôi, 5.000, 10.000, hoặc là không có 5.000, 10.000 thôi, chúng ta tùy hỷ công đức bằng cách là gì? Nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nhìn thấy người ta cúng dường, mình vui theo, mình tán dương công đức là gì? Ôi trời, bà phúc đức quá, hoặc là ông hay là anh chị phúc đức quá, anh chị gì? Do phúc báo của kiếp trước, đời trước để lại, cho nên đời này kiếp này có phúc báo, có của ăn của để, cho nên là anh chị muốn cúng dường là có được cúng dường ngay, quý hóa quá. Tôi rất muốn cúng dường nhưng mà do điều kiện kinh tế tôi không có. Nay thì tôi không có thì tôi gì? Tôi tùy hỷ ông bà, tùy hỷ anh chị, tùy hỷ cô bác, vân vân. Tùy hỷ cái sự cúng dường đó. Đó gọi là gì? Gọi là tùy hỷ cúng dường với phúc cúng dường bằng nhau, không có khác. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là không có tiền chúng ta không dám đến chùa. Ngôi chùa khác tôi không biết, nhưng ngôi chùa này không có tiền chúng ta vẫn đến chùa được. Đến chùa cả tháng không có gì cúng dường vẫn đến được. Đến chùa cả năm không có gì cúng dường vẫn đến được. Thậm chí các quý vị đến cả cuộc đời này không có gì cúng dường, các quý vị vẫn đến được. Chỉ cần một cái tâm thành kính, cầu học Phật Pháp mà thôi. Chỉ cần cái thế thôi. Đừng có gây sự với bạn đạo đồng tu. Đừng có để ý tới lỗi lầm của tăng ni và của đại chúng ở trong chùa, và của bạn đồng tu trong chùa, mà hãy gì, luôn luôn nhìn cái lỗi của mình và cái phúc của mình kém, phúc mỏng nghiệp dày cho nên mình kém phước. Nay thì gì, chỉ lo để tu phước thôi. Có sức khỏe thì ra cầm cái chổi quét cái chùa, bao sái tượng, quét cái gì, cái giảng đường, xuống bếp nhặt cái rau, thổi cơm, vào nhà vệ sinh, quét nhà vệ sinh, để cúng dường chư tăng ni và cúng dường đại chúng tu tập. Đó gọi là gì? Gọi là tạo phước đó các quý vị. Đó, đấy gọi là gì? Chân thực cúng dường, chân thực gì? Tạo phước đó, tu phước đó các quý vị. Đấy. Cho nên nếu mà có điều kiện mà chúng ta cúng dường sơn khắc chạm với hình tượng của Phật là tốt, không có thì gì? Tùy hỷ cúng dường, công đức cũng như nhau không có khác. Làm được những việc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói là gì? Thời những người đó được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi và vĩnh viễn chẳng khỏi xa vào ba đường ác nữa. Làm được như thế, sau khi xả bỏ báo thân này, chưa đủ phúc vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và chúng thiên tử thiên nữ và tứ vị thiên vương cầm phan lọng báu của cõi trời, rưới hương hoa tốt của cõi trời mang xuống để gì? Để đón chúng ta tiếp rước thần thức, mình gọi ở thế gian gọi là linh hồn, tiếp rước thần thức linh hồn của chúng ta sinh về làm chư thiên của cõi trời đau lợi. Một đời cúng dường như vậy, một lần cúng dường như vậy, được một gì? 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi, cứ ở trên đó tuổi thọ là gì? 1.000 năm. Một ngày một đêm ở trên đó bằng gì? Bằng 100 năm của thế gian chúng ta. Trong kinh và luận Đại Trí Độ có giải thích cái thọ mạng cõi trời đau lợi như vậy. Tuổi thọ bình quân là gì? 1.000 tuổi. Và một ngày một đêm trên đó bằng 100 năm ở thế gian chúng ta. Và cứ hết đúng 1.000 tuổi thì như đèn hết lửa tắt vậy. Và đọc hết một bộ kinh này thì chúng ta được 100 lần như vậy. Khi mà như đèn hết lửa tắt, nó vụt tắt một cái thì liền sinh ra một cái tấm thân mới khác ở trên đó.
và được 100 lần, mỗi một lần đọc tụng hết một bộ kinh này được 100 lần như vậy. Mỗi một lần cung kính đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng được 100 lần như thế. Nếu mà cúng 2 lần, đọc 2 lần thì được 200 lần. Cúng 3 lần, đọc 3 bộ thì được 300 lần. Các quý vị cứ nhân lên. Đọc 21 ngày thì được bao nhiêu lần? Thì 21 cái trăm lần đó, đọc 49 lần thì đọc với 49 bộ thì được 49 lần cái trăm lần sinh lên đó. Đọc gì phát nguyện 3 năm, mỗi một năm 365 ngày, tôi cứ cho khoảng 65 ngày đó đi, là chúng ta bận bịu hoặc làm việc khác đi, còn 300 ngày, một năm 300 bộ kinh Địa Tạng chúng ta đọc thì được gì? 300 lần của mỗi một lần là 100 lần sinh. Và 300 lần như thế chúng ta nhân xem được bao nhiêu nghìn, bao nhiêu vạn lần sinh. Mà mỗi một đời thì thọ được 1.000 năm ở trên đó, 1.000 tuổi. Mỗi một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian. Cộng đi, thọ lượng có dài không các quý vị? Lời của Đức Phật nói, Phật thì không có lừa chúng ta. Chỉ có điều là chúng ta có đủ niềm tin để thọ trì đọc tụng hay không. Cái trái tim chúng ta có đủ dũng cảm để vượt ra khỏi cái kiến thức thế gian, thế chí biển thông của thế gian hay không mà thôi. Đó. Còn đó, tôi thì tôi tin. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy của Đức Phật. Còn các quý vị có tin hay không? Đó là việc các quý vị. Chúng ta muốn thoát khổ thì tự các vị tin mà theo. Y giáo phụng hành mà theo. Và làm theo đó thì đặc biệt là gì? Do cái thọ mạng lâu dài như vậy, lên trên đó lại được gặp Phật Pháp. Được chính là vị Thiên Chủ, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kinh Phật nói là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó. Thỉnh chư Phật Bồ Tát về giảng đạo và mình nghe, mình là học. Cho nên đó, ở đây mới nói là sinh về đó rồi thì vĩnh viễn không còn đọa trong ba đường ác đạo nữa. Do sao? Do cái nhân tụng kinh Địa Tạng. Đọc kinh Địa Tạng, thọ trì cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên đó, không bị đọa vào ba đường ác nữa. Vì sinh lên đó lại gặp Phật và tu hành cho đến gì? Chứng đắc thánh quả và nhập niết bàn. Chứng đắc thánh quả, nhập niết bàn rồi thì lấy đâu đọa trong ba đường ác nữa các quý vị. Đó. Cho nên đây là gọi là nhân duyên thù thắng. Đại phúc đức, đại nhân duyên khi gặp được bộ kinh này, tin được bộ kinh này, được nghe giảng bộ kinh này, phát được cái niềm tin chân chính với bộ kinh này và thọ trì đọc tụng bộ kinh này, công đức vô lượng, lợi ích ngay trong hiện đời này và nhẫn đến vô lượng kiếp sau vậy. Vậy mà chúng ta không theo được, mà cứ nghĩ rằng là gì? Là con bận quá, vân vân thế này thế khác, lấy hết lý do này, lý do nọ, lý do kia. Nhưng khi khổ đau, khi đọa trong ba đường ác, cảnh giới ba đường ác hiện ra trước mắt, khi trước khi xả bỏ báo thân, nhắm mắt xuôi tay, chúng ta mới kêu rời trách đất. Tại sao con cả cuộc đời này làm việc thiện, tại sao không được vãng sinh, hay tại sao vẫn khổ đau như thế? Vì chúng ta chưa được niềm tin chân chính vào Phật vậy. Đó. Đây thì quải qua bài pháp ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng là buổi cuối cùng của tháng này. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta khởi được một cái niềm tin chân chính để mà thọ trì đọc tụng.